Thịt ba gọi chiên giòn bóp xa tắc, cái món này rất là bán nha. Mình lướt TikTok á, thấy anh kia làm cái món này quá là hấp dẫn, nên á mình mua mấy miếng thịt ba gọi về á, mình làm thử. Thịt đó thì mình đem đi luộc trước, sau đó thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu thì cũng rất là dễ, không có cầu kỳ gì hết. Sả thì mình sắc ra trong mong mỏng nè, chút xíu mình ăn cho nó dễ. Còn ớt á thì mình sắc cũng y như vậy luôn. Đến cái phần tắc á thì mình sắc ra cũng từng lát mỏng. Rồi á mình lấy thêm một mớ nước cốt tắc nữa. Còn đây á là gao húng lưỡi. Gao húng lưỡi này á trộn gỏi ăn rất là ngon. Như vậy là nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong. Quay ngang thì thịt mình cũng đã chín. Rồi mình vớt ra, mình lấy cái nĩa, mình xâm bì, mình xâm cái da nó cho nó đều đều. Rồi á mình chà chanh sắc muối này kia. Khi mình chiên á, cái da nó phồng lên, ăn rất là giòn. Miếng thịt của mình á nó cũng bự, cho nên á mình mới cắt ra làm hai. Đem đi chiên á nó cũng rất là dễ. Miếng thịt của mình á để cho nó gáo gáo một chút á, rồi hả đem đi chiên. Chứ mình đem đi chiên liền nữa, nó dằn nó nổ dữ lắm. Chiên á cái miếng thịt nó cho nó vàng và da nó phồng lên như thế này là được. Rồi á mình chặt thịt á cho vừa miếng ăn. Ta nói á, chặt cái da nó kêu gụm gụm luôn. Xong hết rồi á mình cho thịt vào thau. Rồi sả, ớt, tắc và gao húng lưỡi mình cho vào luôn. Đến cái phần nêm á thì mình nêm theo cái khẩu vị của mình. Cho 2 muỗng rưỡi đường, nửa muỗng bột ngọt và 3 muỗng nước mắm. Rồi cái chén nước cốt tắc hồi nãy á mình cho vào luôn. Mình trộn đều lên cho nó thấm tất cả các gia vị. Rồi xong á mình cho ra dĩa thôi. Chào tất cả mọi người. Đây là mình mới vừa làm xong dĩa là thịt ba gọi á. Mình chiên giòn. Đó, giờ mình lắc sả tắc nha. Thôi mời tất cả mọi người nha. Dài rất là giòn, chua chua, thơm mùi sả nè, cay cay ớt. Rất là giòn. Cái da ngoài rất là giòn. Mình hấp cái gia vị đó, thấm, chua chua cay cay đã. Sả thì thơm. Cái da nó phồng bên là ăn rất là giòn luôn. Có gà ông nhủ vô á, rất là ngon. Thơm. Rất là tuyệt vời luôn. Ăn với cơm rất là ngon. Sả là thơm, ớt nó cay. Tắc thì nó ra chua chua. Rất là thơm.